Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Hơn 8.100 tỷ đồng đầu tư cao tốc Sơn La - Điện Biên giai đoạn 1. Trước đó, tại tờ trình Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị Thủ tướng xem xét giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng cao tốc Sơn La - Điện Biên cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1, đoạn thành phố Điện Biên Phủ, nút giao km 15 800 quốc lộ 279. Theo phương thức đối tác công ty BBB, loại hợp đồng BTL, dự án có tổng chiều dài 50 km, gồm 45 km tuyến chính và 5 km đoạn kết nối vào quốc lộ 279 để đảm bảo việc vận hành, kết nối khai thác. Theo đề xuất, giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai xây dựng tuyến đường tốc độ cao, được thiết kế với yếu tố bình đồ, trắc dọc cơ bản theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729-2012. Các yếu tố còn lại phân kỳ đầu tư theo quy mô đường cấp 3 miền núi, có mặt cắt ngang 2 làn xe, bề rộng nền đường rộng 9m. Trên tuyến dự kiến 2 vị trí xây dựng hầm. Trong giai đoạn 2, dự án sẽ hoàn thiện quy mô 4 làn xe theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức đầu tư dự án ước khoảng 8.177 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 5.900 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư 1.269 tỷ đồng, phần vốn huy động khác khoảng 2.989 tỷ đồng, dự kiến huy động từ nhiều nguồn như ngân hàng, các nhà đầu tư có lợi ích liên quan như bất động sản, khu công nghiệp, dịch vụ.